Tối 26 tháng 3, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tổ chức vũ hội đường phố kết hợp với biểu diễn kèn hơi. 260 vũ công trong bộ trang phục Carnival đầy màu sắc, phô diễn nét đẹp cơ thể và cùng nét uyển chuyển của vũ điệu biểu diễn trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Lý Nam Đế đến Triệu Việt Vương. Chương trình thu hút hàng trăm người dân và du khách đến theo dõi. Thời gian dịch bệnh đó, nó cũng khá là dài cho nên nhiều diễn viên cũng không diễn được. Và bây giờ thì đã quay lại rồi thì nhiều số diễn viên cũng rất là vui. Và tụi em cũng rất là phấn khích khi diễn cho mọi người xem. Và mong là mọi người sẽ có một buổi xem đáng để giải tỏa không khí trong những tuần mà đi làm mệt mỏi. Cũng trong tối cùng ngày, người dân và du khách còn được thưởng thức âm nhạc đường phố tại công viên phía nam bờ Tây Cầu Rồng và ngắm cầu rồng phun lửa phun nước. Đây là một trong những hoạt động nghệ thuật nhằm kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, 29 tháng 3 1975 đến 29 tháng 3 2022, góp phần kích cầu du lịch khi thành phố Đà Nẵng mở cửa hoàn toàn để đón du khách nội địa và quốc tế. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.